Hello, xin chào các bạn. Hôm nay tôi quay trở lại với một cái đề tài mới, đó là tặng bình nước bảo vệ môi trường Tupperware. Bình nước Tupperware. Đây. À, những bạn mua đồ bơi tiên cá của Tion hay là hồ bơi tiên cá Tion, hay là mua đồ tại shop nhạc cụ tiên cá Tion đều sẽ được tặng bình nước Tupperware nha. Đây, tôi cho các bạn coi cái bình nước này. Cái bình nước này đang được bán với giá là 395.000 trên Lazada. Nhưng mà cái bình này bình nhỏ, tôi tặng cho các bạn là cái bình lại 500.000 á, lại 500ml á, là 750ml hay là gì ta, để coi coi phải bình này không. Không, không phải bình này, bình xịn hơn, bình kiểu này nè. Đây, một cái bình nó như thế này. Thì bạn người cá Kenny là mới mua cái hồ bơi tiên cá thì tôi sẽ tặng cho bạn một cái bình giống như vậy. Đâu, để tôi cho, tôi muốn làm chương trình này á, bởi vì tôi thấy kênh YouTube của mình á được mấy bạn fan lâu năm vẫn còn hâm mộ rất là nhiều, vẫn còn yêu thích rất là nhiều, mặc dù lâu rồi tôi không có nói chuyện với các bạn. Anh xin chào bạn Nguyệt Anh Trần nha. Đây là bình nước của hãng Tupperware, bình nước bảo vệ môi trường. Khi các bạn sử dụng bình này để tránh rác thải ra môi trường thiên nhiên, rác thải nhựa. Thì hiện tại tôi đang phụ anh Thần Đàn Hoàng Piano kinh doanh nhạc cụ piano điện. Đây, đây là công việc của Tion. Các bạn thấy tôi đâu phải là YouTuber đâu, tôi có công ăn việc làm bình thường. Nên việc làm clip của Tion á là để hướng đến những điều tốt đẹp và tạo ra sân chơi lành mạnh cho các bạn có quà tặng này kia. Chứ không phải là YouTuber, họ không có nghề nghiệp, họ chỉ có cái nghề làm clip đó thôi. Nên họ sẽ nghĩ ra mọi cách để kiếm được tiền từ việc làm clip đó. Nên nhiều khi các anh chị đó phải suy nghĩ ra những cái chiêu trò để có thể kiếm tiền được YouTube. Còn tôi không cần. Tôi chơi YouTube là để mang đến những cái điều tốt cho các bạn nhỏ, các bạn trẻ. Tôi tạo ra sân chơi cho các bạn. Tôi tặng những cái quà cho các bạn là những cái quà rất là hấp dẫn, những cái quà giá trị tôi mới tặng. Các bạn thấy, đây là bình nước Tupperware nha, lại 750ml, lại Gen 2 nè. Cái này Gen 1 nó yếu lắm, Gen 2, Gen 2 nó đẹp, nó cao cấp hơn. Đó, thì mình xài cái bình nước này nó có nhiệm vụ là gì? Các bạn lên trang tupperware.com.vn sẽ biết về cái loại bình nước này nha. Tôi muốn chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường, thiên nhiên và động vật. Nên tôi muốn tặng cho các bạn khi mua đồ tiên cá của Tion là kèm theo một cái bình nước. Thì các bạn mua đồ bơi hay mua nhạc cụ hay mua hồ bơi đều sẽ được tặng. Những bạn mà đã được tặng rồi thì không tặng lại nha, biết tại sao không? Vậy lãng phí để dành cơ hội cho các bạn khác. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi vô thăm shop đồ bơi tiên cá của Tion để các bạn hiểu rõ hơn về việc kinh doanh của Tion nhé. Các bạn có nón tiên cá Tion chưa? Nón này là dành cho các ngôi sao cây bóp đội của hãng Rimea. Đây, hãng này Rimea là chuyên gia thiết kế nón cho Blackpink đội, BTS đội. Nhưng mà tôi làm website cho họ nên họ đóng logo của Tion lên nón của họ luôn. Nón này được thiết kế cho sự hợp tác giữa Tion và Rimea ở Việt Nam là các hoạt động giải cứu thiên nhiên và động vật của Tion. Món nào dưới 280k mà được tặng bình nước ha em? Anh thì đang nghĩ ra cái chương trình đó, mà khi cái kênh YouTube của anh á được 500.000 người đăng ký á, anh sẽ tổ chức ra một cái chương trình quà tặng cho mấy bạn, là anh tặng
5-10 bình nước vậy đó. Rồi các bạn lên chơi livestream và trả lời những câu hỏi của Tuyên á, thì Tuyên bắt đầu tặng thẳng luôn cho những bạn đang coi live luôn. Nên sự trở lại của Tuyên lần này á là sẽ nhiều quà tặng hơn nữa, nhiều chương trình hấp dẫn hơn nữa, mà chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp nè, kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật nè. Nhiều anh chị nói là Tuyên hãy chơi TikTok á, nhưng mà theo các bạn nghĩ Tuyên có nên chơi TikTok không? Các bạn nghĩ tôi có nên chơi TikTok không? Chơi TikTok thì cũng được mà mất thời gian. Với lại tôi cũng nói thật luôn, tôi không thích xài TikTok. Bởi vì sao? TikTok là một cái phần mềm nó quản lý mình quá, và nó không có phổ biến. Ví dụ như mấy em ở Việt Nam thì mấy em chỉ vô chơi TikTok với mấy người Việt Nam, mấy em không chơi được TikTok với người bên Mỹ hay người bên Úc hay người bên những quốc gia khác. Mà nó phân vùng ra, giống như là TikTok là một cái phần mềm mà nó quản lý chúng ta, là nó làm giống như kiểu gián điệp thông tin của chúng ta. Và chúng ta chơi cái đó là cũng chỉ chơi gói gọn trong quốc gia của mình thôi, không có phổ biến ra được. Nên tôi không thích chơi TikTok, bởi vì chơi lên chẩn nó gói gọn quá. Và TikTok thì nó cũng liên kết với Zalo. Zalo cũng là một cái phần mềm mà bị bên Trung Quốc quản lý nữa. Đó là lý do tôi không chơi TikTok, không chơi Zalo luôn. Tôi chơi những cái phần mềm mà của bên Mỹ. Ví dụ như bây giờ các bạn chơi á, trên mạng thì các bạn sẽ chơi Instagram chung với Tuyên. Trong Instagram của Tuyên là toàn bộ về thế giới tiên cá của Tuyên, là các nàng tiên cá bơi lặn lội với biển đại dương này kia. Đó, thì Tuyên chơi Instagram, Tuyên chào chuyện với các khách hàng của mình qua Skype. Đó, và Tuyên chơi website của mình và YouTube với các bạn. Hiện tại thì Tuyên muốn là cái trang cộng đồng ở trên YouTube của mình á, khi Tuyên tạo ra các chương trình quà tặng hay game show gì đó cho mấy bạn á, thì Tuyên sẽ thông báo lên trên này. Đây, trang cộng đồng trên YouTube thì tôi đăng lên một cái hình là tôi báo à, hôm nay từ ngày này đến ngày này tôi sẽ có chương trình quà tặng này, rồi các bạn sẽ lên đây bình luận vô trong này, tôi sẽ đọc những bình luận trong này. Còn nếu mà tôi đăng video á, tôi sẽ không thể nào xem hết các bình luận của các bạn, nên tôi muốn là tôi sẽ chia sẻ như vậy một cái chương trình gì đó, các bạn vô đây bình luận và tôi sẽ coi và tôi sẽ trả lời trong cái phần bình luận ở trên trang cộng đồng nha mọi người. Thì sắp tới mình sẽ làm như vậy. Còn tôi sẽ like thường xuyên khi mà có cái gì hay, có chương trình quà tặng, như là tặng bình nước Tupperware cho các bạn mua đồ tiên cá của Tiêu. Còn những bạn mà không có điều kiện để mua thì chưa được. Để kênh YouTube này đạt được 500.000 đăng ký đi, rồi tôi sẽ có quà tặng cho fan. Hiện tại nó đang ở mức là 404.000 người đăng ký á, 404.000 người đăng ký à. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vô thăm sách đồ bơi tiên cá để coi coi có gì để xứng đáng để tặng cho các bạn không nhé. Chương trình tặng bình nước Tupperware là một chương trình rất là hay. Bình nước Tupperware là bình nước bảo vệ môi trường, các tiên cá phải xài bình nước đó, Tuyên cũng phải xài nữa để hạn chế rác thải nè. Các bạn nhìn xuống đi, nhìn xuống dưới chân Tuyên, thấy không, bao bịch ni lông quá trời luôn. Rồi mấy cái ly nước sử dụng chỉ mới một lần là dục, cái đó là nhựa tái chế mà dùng một lần á, mấy cái nhựa này gây hại cho môi trường dữ lắm. Chúng ta phải làm cho cuộc sống chúng ta ý nghĩa lên, phải hạn chế rác thải nhựa ra môi trường nha. Nè, rác thải nhựa nè, nè mấy cái ly nè, người ta xài xong một lần rồi người ta bỏ, người ta vứt ra ngoài đường nhiều lắm nè, mọi người thấy không đó. Cứ rác mỗi người một bình, mỗi người một ly như vậy thì các bạn coi coi, những cái này mà nó xuống biển thì sao, nó gây hại cho môi trường sông nước. Mai mốt tương lai của các bạn là khổ nhất, bởi vì các bạn á phải sống với rác. Các bạn có muốn sống với rác không? Nên cái quà tặng này của Tuyên rất là ý nghĩa nha.
bình nước bảo vệ môi trường. Các bạn đi đến một cái nhà hàng, một cái tiệm bán hồng trà, nước ngọt gì đó, các bạn cứ kêu người ta bỏ vô cái bình đó cho bạn. Nước ép trái cây cũng vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi qua shop đồ bơi tiền cá. Xin chào, xin chào, xin chào bạn Quỳnh Anh gì đó ơi. Ở ngoài á là tôi bán đèn. Tiên cá là phải biết chơi nhạc cụ để cho trí tuệ phát triển. Và tiên cá là cũng phải biết bơi lội, phải bơi lặn giỏi luôn nữa để cho sức khỏe phát triển. Tiên cá là phải có sức khỏe và trí tuệ. Các bạn nhớ nha, tiên cá mà không có hai thứ đó là không phải là tiên cá. Hôm nay chưa thể giao đồ được cho bạn người cá Kenny ở Mỹ Tho. Đây, cận cảnh shop đồ bơi tiên cá. Cái này ngày mai, sáng mai tôi giao cho bạn. Đây là hồ bơi của bạn. Nhiều bạn cứ muốn là hỏi shop đồ bơi tiên cá Tiun có cái gì, mà bữa giờ thì tôi không có quay trực tiếp cho mọi người coi. Đây, shop đồ bơi tiên cá của tôi. Đây là tấm gương để cho mấy bạn soi. Khi các bạn mặc đồ bơi tiên cá vô, các bạn đứng lên soi gương coi mình có đẹp hay không. Đây là cái nút bạc mà đầu tiên của YouTube á. Lúc thời đó là có mình Tiun có nút bạc ở Việt Nam khoảng có được chưa có, lúc đó Thơ Nguyễn còn chưa có kênh YouTube nút bạc nữa. Nhờ anh Tiun nói xấu chị Thơ Nguyễn nên chị mới có được cái kênh YouTube nút bạc rồi nút vàng luôn. Bởi vì lúc đó là chị đó làm những cái hành động gây hại cho trẻ em á. Sau này á, thì chị đó bị nhà nước chửi nhiều lắm luôn rồi, bị phạt nhiều lắm luôn rồi mới thay đổi. Nhưng mà các bạn chắc biết nhiều kênh YouTube lắm đúng không? Kênh YouTube đầu tiên của Việt Nam có nút bạc là kênh này nè, kênh Tiun nè. Tiun thì lâu rồi không có quản lý kênh, phát triển kênh YouTube của mình. Nhưng mà tôi phát triển kênh YouTube cho rất nhiều người nổi tiếng. Nhiều bạn YouTuber nổi tiếng mua kênh YouTube, nhưng mà qua các công ty đối tác của bạn đó phát triển, giống như là công ty của bạn Miss Thi, bạn Biu Biu, bạn Miss Độ, Missy Gaming đồ này kia, là công ty Hàn Quốc đó, là công ty của bạn Tiun. Và tôi phát triển kênh YouTube bán cho người ta rất là nhiều. Nên trong cái thế giới tiền cá của Tiun, thật sự tôi đã giúp cho rất là nhiều người thành công và nổi tiếng, nhưng mà họ không biết đó là Tiun luôn. Và mặc dù Tiun khuyên cho họ đừng có làm những điều tiêu cực mà họ không lắng nghe, thì các bạn thấy họ đều bị nghiệp quật. Nghĩa là họ bị tai tiếng, họ bị chửi bới, họ bị mất hết những cơ hội. Thì hết dịch Covid đi, rồi tôi sẽ có chương trình quà tặng nhiều hơn nữa cho các bạn. Nghĩa là mình sẽ có được mặc đồ bơi cao cấp của bên Hàn Quốc gửi qua nha. Đồ bơi của hãng Hức. Các bạn có coi chương trình Chạy Ngay Đi Chờ Chi không? Hãng Hức là hãng tài trợ quần áo cho anh Trấn Thành, chị Henry Won, rồi mấy anh nghệ sĩ này kia mặc mấy cái đồ thể thao trong đó để tham gia chương trình Chạy Ngay Đi Chờ Chi á, là của hãng Hức tài trợ. Và cái đồ này phân phối đầu tiên ở Việt Nam là từ Tiun. Thấy ghê không mọi người? Và ngay cả cái nón bơi Hàn Quốc này á cũng được thiết kế theo kiểu của một nàng tiên cá ở Việt Nam là học trò Tiun, được chứng nhận là nàng tiên cá, đó là bạn Ellie. Và cái này là biểu tượng của bạn đó, nàng, những nụ hôn của nàng tiên cá đó. Đây là biểu tượng của bạn Ellie. Rồi sau đó là cái gì ta, chẳng lẽ tặng cho mấy bạn áo vú hả ta? Hiện tại áo vú đang rất là nhiều luôn á. Này, áo vú nàng tiên cá, áo vú này được mặc vô những cái bộ đồ bơi tiên cá của bên Hàn Quốc nè, được xỏ vô này nè. Nếu các bạn mua đồ bơi chỗ tiên cá Tiun là các bạn được mặc những đồ xịn cao cấp của thế giới luôn, còn xịn hơn cả Speedo nữa. Bởi vì cái hãng Hức này họ khẳng định với Tiun là
Đồ bơi của họ là thiết kế đẹp hơn cả Speedo, chất lượng hơn cả, sử dụng công nghệ vải cao hơn cả Speedo. Speedo là sản xuất ở bên Trung Quốc, còn họ là sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc và hàng nội địa luôn. Nên thì cái hãng này tôi chưa kịp phát triển ở Việt Nam á, thì dịch Covid tới luôn. Nên bây giờ hãng này vẫn còn là hãng nội địa của Hàn Quốc nhưng vẫn rất là nổi tiếng bên đó. Thì hết dịch thì tụi mới làm nhiều đồ bơi hơn nữa, để trong shop đồ bơi tiên cá cho mấy bạn vừa mặc đồ bơi xịn, vừa mặc đồ bơi tiên cá đẹp không đụng hàng. Trên thế giới là chỉ có các bạn ở Việt Nam là mới được đồ tiên cá xịn như thế mà độc quyền. Và đây là mấy bạn cá của tôi đang nuôi. Đây là cái hồ thủy sinh mà tôi tạo ra, tôi thiết kế. Lúc trước cá trong này rất là nhiều, nhiều cá nê ong lắm, nhưng mà mấy bạn cá nê ong không có sinh sản được nên phải chết. Cá nê ong là những con cá có màu, nó sống ở nước lợ, nó sống trong nước ngọt cũng được nhưng mà nó sẽ không sinh sản được. Nè, những con cá nê ong hiện tại nó còn được có 2-3 con. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy những chú tép. Tép thì đẻ được tép đỏ, tép xanh, tép vàng, có tôm nữa, tôm kiển nhỏ xíu à, mà không biết nó trốn đi đâu rồi. Đây, đây shop đồ bơi tiên cá chúng ta thì tặng bình nước Tupperware cho những bạn mua đuôi tiên cá. Đây, váy đầm dành cho nàng tiên cá nè, mỹ nhân mi ngư si mi. Mai cái này ra cho làm mẫu cho bạn nào có duyên, là bạn đó mặc vô là được, đẹp luôn. Rồi đuôi cá hiện tại may sẵn á, thì chỉ còn đuôi cho bạn nữ thôi, không còn bạn nam nữa. Những cái bộ đuôi này bán giá rất là rẻ nha, bởi vì á, những cái bộ da đuôi này á, hiện tại tôi bán là 1,6 triệu là chọn bộ luôn, mà vừa có da cá, vừa có quần áo, mà vừa có monofin và vừa có cả ba lô nữa. Monofin á thì có 3 kiểu. Còn đồ tiên cá này là đồ may sẵn, sau khi bán hết cái đồ này giá rẻ rồi á sẽ không còn cái giá rẻ như vậy nữa. Thí dụ như mọi người lên Tiki Lazada sen đỏ thấy ủa sao bộ đồ bơi tiên cá gì đâu có 600.000, nhưng mà thật ra nó chỉ là có một miếng vải thôi, nó không có quần áo, nó không có monofin gì cả. Người ta thấy tôi nổi tiếng bán đồ bơi tiên cá thì người ta bắt chước làm theo, nhưng mà làm không theo, không có tới, là người ta không có làm được cái đồ chuyên nghiệp, đồ thiết kế riêng cho mấy bạn mặc. Nè các bạn coi cái quần của bạn đây, cái đường chỉ may kỹ lưỡng ghê chưa, mặc là bảo đảm là bền đẹp luôn đó. Những bộ đồ tiên cá này là đang chờ đợi những chủ nhân đích thực của nó đến nhận lấy, thì chưa biết đó là bạn nào. Thì bạn nào có số đo cùng với những bộ này thì sẽ được mua với giá rẻ cực đẹp, mà còn được tặng bình nước Tupperware của Mỹ nữa chứ. Đó. Còn về công nghệ làm đuôi tiên cá của chúng ta hiện tại nha, giới thiệu luôn. Đuôi tiên cá này dành cho những người mà chỉ mua đuôi cá để bơi cho vui, để học bơi căn bản thì sẽ dùng đuôi cá này. Đuôi này thì bên hãng FinFin bên Mỹ thiết kế. Nó chỉ dùng thích hợp việc bơi. Khi lặn nó sẽ rất mệt, sẽ rất khó để lặn và lặn không nổi luôn. Còn đuôi tiên cá của Tion là để thiết kế cho việc lặn biển và bơi lội nhanh. Được tích hợp cả hai khả năng bơi và lặn, và có thể gọn gàng để trong ba lô tiên cá, sách đi chơi khắp mọi nơi trên thế giới, rất là nhẹ mà mạnh. Là đuôi của Tion là sự cải tiến từ việc Tion mua rất nhiều đuôi tiên cá về và Tion cải tiến nó lên để thành đuôi tiên cá cực đỉnh. Tiếp đến là đuôi tiên cá này dành cho các bạn mà biểu diễn trong thủy cung. Khi mặc cái đuôi cá này á, thì nó sẽ may vô trong cái vải để phù hợp với bạn. Và cái đuôi cá này khá nặng, dành cho mấy nàng tiên cá biểu diễn chuyên nghiệp nha. Nha, nặng đấy, không gì phải dạng vừa đâu. Nhưng mà bạn muốn á, là mấy bạn nhỏ thì tôi nghĩ là không thể nào xài nổi đuôi cá này đâu. Dành cho mấy chị lớn,
nên đuôi cá này nó lại chuyên nghiệp hơn nữa, mà nó thiên về biểu diễn luôn. Nếu mà dùng cái đuôi cá này mà để bơi là thua luôn. Nên sự tiện lợi nhất vẫn là đuôi tiên cá của Tuyên, vừa bơi vừa lặn nhanh được. Còn cái này nó chỉ chuyên về lặn thôi. Khi mà mình đã lặn bằng cái đuôi này, mình sẽ thấy nước đi trong nước rất là đã. Thì đúng là cái đuôi này thiết kế dành cho chuyên về biểu diễn lặn. Ở đây Tiểu Ôn sử dụng 3 dòng đuôi này thôi. Mặc dù trên thị trường nó có rất nhiều loại đuôi tiên cá, nhưng người ta làm và Tiểu Ôn đã thử tốn hơn 5-7 ngàn đô la rồi đó, là cũng hơn 100 triệu để thử tất cả đuôi cá của người ta và để tạo ra đuôi tiên cá xịn nhất cho mình, và tìm được 2 dòng đuôi tiên cá có thể làm ra phù hợp với đối tượng người dùng và chất lượng chuyên nghiệp xịn đỉnh. Nói như vậy là các bạn cũng hiểu rồi, đâu phải tôi dựng ra một cái thương hiệu đồ bơi tiên cá đơn giản đâu, phải là sự hy sinh gia đình của tôi, em của tôi, mẹ tôi, ba tôi đều ủng hộ tôi mới có thể làm ra được cái shop đồ bơi tiên cá như vậy. Rồi phải mua các máy móc công nghệ hiện đại cao để về mai ra những cái bộ đồ bơi tiên cá xịn nhất như vậy. Đâu phải ai cũng có thể bắt chước được. Đó là lý do mà tại sao đồ bơi tiên cá Tuôn không có quảng cáo nhiều trong suốt những năm qua. Và cứ để cho Tiki, Lazada, Sen Đỏ, Shopee. Mấy anh chị có làm được thì cứ làm đi. Em sẽ không bao giờ can thiệp. Và thấy rồi, họ làm cho thế giới tiên cá tan nát hết. Ai cũng có thể làm tiên cá khi mua đồ bơi dởm trên những cái trang web đó, nhưng mà không ai mặc những cái đồ bơi tiên cá đó để đi bơi. Các bạn thấy, không có bạn nào mặc đồ đó. Chỉ có những bạn mặc đồ bơi tiên cá Tuôn, được Tuôn làm clip, và những bạn mặc đồ bơi tiên cá của Tuôn thì mới tự tin để đi bơi mà không bị người ta nói xấu là tiên cá giả, mặc đồ bơi dởm, đồ bơi xấu quá người ta chê. Ủa anh Tuôn đem Elsa về không, là nó còn ở đâu vậy? À, cái con chuột Elsa của Tuôn đang nuôi chết rồi. Tuôn về quận 3 ở rồi thì cái bé Elsa nó đi tìm Tuôn, bé chuột hamster đó, trời ơi. Chẳng lẽ bây giờ mình lại lết về quận 7 hả trời? Nè các bạn lên coi Elsa nè. Elsa nó đi tìm Tuôn tới giờ này là Tuôn cho nó ăn nè. Đi làm về trễ, Elsa giận ở lì trong lâu đài, không chịu ra. Mà bây giờ đó, là tôi về quận 3 tôi nở. Thì Elsa nó nhớ tôi, nó đi tìm tôi rồi. Giờ cái anh này, ảnh đi qua cái nhà lâu đài của Elsa, ảnh không thấy Elsa, ảnh hỏi Elsa đâu. Thì anh này ảnh là Việt Kiều Mỹ. Tuôn đang ở chung với anh này. Anh này ảnh tên là Sơn. Ôi giời ơi. Hồi Tuôn trả lời. Rồi. Các bạn hiểu về thế giới đồ bơi tiên cá Tuôn rồi chứ gì? Hiểu về chương trình quà tặng mà Tuôn cho các bạn rồi chứ gì? Hiểu lý do tại sao phải ủng hộ kênh YouTube Tuôn để có được những món quà hấp dẫn gì rồi chứ gì? Hiểu Tuôn không phải là YouTuber bình thường rồi chứ gì? Tôi không cần phải câu view rồi chứ gì. Bây giờ tôi chuẩn bị đi nấu đồ ăn để ăn tối đây mọi người ơi. Tạm biệt các bạn nha. Nhớ nhấn like ủng hộ kênh của Tuôn đi. Đăng ký kênh đi. Đạt 500.000 đăng ký rồi tôi làm chương trình quà tặng hấp dẫn rồi. Nhiều chương trình game show nữa cho mấy bạn chơi chứ giờ. Chứ bây giờ là Tuôn chưa có đủ hứng thú. Rồi tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại nha. Chương trình tặng bình nước bảo vệ môi trường Tupperware cho những khách hàng của Tuôn mua nhạc cụ, mua đồ bơi, mua hồ bơi. Nói chung những gì Tuôn bán các bạn mua đều tặng được bình nước Tupperware. Đồ bơi thì hiện tại là chỉ có da cá và đuôi cá và hồ bơi. Và những cái đàn piano, đàn organ, đàn guitar hết rồi. Hiện tại chỉ có như đó thôi, dịch Covid mà. Rồi, tạm biệt.